Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Công ty Nhiệt Việt. Thì có nhiều anh em lúc mà mua mấy MB đồ TC Electronic về á, với lại mấy cái ARM TC Electronic á, thì có hỏi em là Đức ơi, cái phần mềm mà Tone Print á, thì cái đó xài làm sao? Thì để dễ đáp thắc mắc cho anh em, hôm nay em sẽ làm một clip hướng dẫn cách sử dụng tính năng độc quyền của nhà TC Electronic Tone Print. Và bây giờ bắt đầu thôi. Thì đầu tiên, Tone Print là gì? Tone Print là một tính năng cho phép các anh em có thể tải và lưu các tiếng từ điện thoại hoặc máy tính thông qua phần mềm Tone Print của TC Electronic vào thẳng MP đồ này luôn. Thì thí dụ mà mình muốn cái tiếng của các nghệ sĩ như là Jimi Hendrix hay là Gary Moore thì mình có thể lấy từ thẳng từ trên trang web của hãng rồi mình cho vô em này. Đó. Rồi, không có dông dài nữa. Bây giờ mình vô thẳng luôn. Thì kế bên em đây là em TC Electronic Vortex Flanger, một dòng flanger cực kỳ hay của nhà TC luôn. Đó, thì em này sẽ có ba chế độ là Tape, Flanger và Tone Print. Đó. Thì để xài được cái tính năng Tone Print thì anh em chỉ cần gạt lên phần Tone Print là xài là mình có thể xài được nha. À, ví dụ bây giờ em để chế độ Tape đi. Lại chơi là chế độ Tone Print, lại chế độ mà mình sẽ cài vô, là chế độ mình sẽ cài từ máy điện thoại hoặc là vi tính vô đó. Đó. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ thử này, giao diện của phần Tone Print. Bây giờ em sẽ thử cài tiếng của Andrew Levi vô The Staircase Plan. Đó. Thì quan trọng là mình phải chuyển cái này lên Tone Print nha. Rồi, một cái điện thoại, một guitar, một cái pedal của TC. Ấn beam to pedal. Rồi, next. Next. Ấn beam. Rồi, mình để cái loa này vô cái pickup của mình nha. Đó. Cái phần pedal lúc mà pedal nhấp nháy á là nó đã ăn được cái tiếng rồi. Rồi. Bây giờ em sẽ test thử tiếng nha. À, đơn giản vậy thôi. Một chiếc điện thoại, một cái guitar và một cái pedal của TC có Tone Print là mình cài được tiếng của các nghệ sĩ nổi tiếng vô luôn. Và video hướng dẫn của em tới đây cũng là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo.